Cặp sông má mới xịt đây bữa nay chừng 3 ngày vậy. Xịt rồi á, tưởng chưa xịt chứ. Xịt rồi. Bông sáng hới gì cũng đẹp chứ, đâu có biết gì sao đâu. Không? Anh sợ nó bị ấy, anh kèm thêm chai kẽm nữa. Thằng kia nó kêu anh xịt thì rất lẹt xẹt phải không? Ừ. Anh lấy cái cặp bầu bộ ba nó anh đóng rồi. Ừ. Tại vừa đều là anh đóng một cái là quay lại là thằng kia nó vô thăm lúa. Là 4 ngày là thằng kia nó vô thăm gửi kêu anh về. Vừa quam quam thì nó vừa quam quam bữa nay mới 3 ngày nè xịt là cặp sông mã luôn. Đây đông sưng rồi, hai mấy bao kia, 26 27 bao. Giống này. Dạ. Ừ, một công cắt á. Dạ. Lần rồi là đâu đông sưng rồi đâu bà chị có mặn đâu gần tháng 3. Ờ. Rồi giá nhưng mà nó rẻ hơn vụ này. Đúng rồi, rẻ hơn. Dạ. Thì đối với cặp mộc thâm mộc chòi á, thường á, nó sẽ giải quyết cho bà con vấn đề là cứng cây, dày lá và tiếp theo nữa là điều chòi. Xử lý thuốc á, chưa có cái dặm, là cái bộ rễ nó chưa có sâu. Móc dặm thử á, là rễ nó chưa có dài tới chừng mà anh xịt rồi một tuần lễ sau là vô dặm mấy cái lỗ chuột hay móc chằng ngay luôn á, móc nặng cây luôn á. Lâu lắm rồi, nếu mà 380 này theo mà tính từ thời điểm mà giai đoạn bây giờ là cỡ 3-4 năm rồi đó. Thường là cái đặc tính của 380 này nặng phân. Nó nặng phân, đúng rồi, dễ 4 cử mới được. Dạ. Còn giác đó tới giờ anh sử dụng này nhẹ phân rồi nè. Dạ. Tại vì mùa rồi á, thấy bà chị mới sử dụng đó đó. Dạ. Thấy kết quả quá rồi mới điện cho thằng Kiên. Dạ. Rồi thằng Kiên nó vô mới nó hướng dẫn, nó kêu anh giai đoạn đó anh xịt thuốc đi là nó nhẹ phân. Mà thiệt xịt vô là thấy nhẹ thiệt rồi đó. Nhẹ cái lượng phân dữ lắm. Thường luôn nói với bà con xịt chỗ điều xong đó nha, là tầm khoảng 4 ngày tới 5 ngày. 380, 34, 54, 51 và ngay cả 504 luôn. Mình ra là mình biết cái vấn đề gì nó xảy ra rồi. Còn những cái nào vô gạo rồi là thôi nha bà con, không bị nữa. Tại già lúa rồi. Còn đối với vấn đề đổ ngã thì dàn lúa này là bao bà con ơi. Cái chiều cao nè, vừa niêm không, tầm khoảng 70-80 cm gì. Hàng cái thì sáng nha con. Mâm lúa này cứng thiệt. Cứng, cứng nhất à. Với giờ lúa này sao sập. Anh đi xịt thuốc đâu có đường đâu. Thấy không? 5 ngày đó mà có đường đâu. Hẹt quá sáng nha bà con. Nhớ kỹ cái vấn đề nha bà con, là mình phun xịt á thì mình xịt đúng thời điểm, tại vì cái dòng phẩm kích kháng của iFarm á thì nên xịt vào thời điểm trời mát nha bà con. Rồi mình xịt đúng thời điểm, tức là chỗ sẹt rồi chỗ đều thì mình cũng không có cần gấp đâu bà con. 5 cho tới 7 ngày. Tại vì khi mà bà con đưa kẽm ở giai đoạn lúa chỗ sẹt á, nó gộ dữ lắm bà con. Nó gộ kinh khủng lắm. Thì lay quay là trong vòng 5 cho tới 6 ngày là bà con xịt nữa. Đứng bông lên. Chứ mình không có đợi quam bông nha bà con. Quam bông á thì phận nó tấn công rồi, mình xịt vài ngày sau là mình phát hiện á. Hoặc là nấm. Tức là chết chòm á, nó theo nấm nha bà con. Nó theo nấm và theo phẫn luôn, chứ không phải là do phẫn không. Những giống mà nó nở kém á, 5451, 380, 34 á, và ngay cả 504, mà bà con xạ mà cái đầu bông nó lên thưa, mà bị cái vấn đề này, vấn đề kia, thứ nhất là chuột, ốc, rồi mưa dập nè, tức là thưa bông, thưa cây á. Rồi tiếp theo nữa là cái vụ này bắt lại thì chắc chắn luôn, phẫn hạt, rồi lem lóc hạt, cháy bì lá, chắc chắn với bà con, nên là mình trừ hao, mình lấy đầu bông. Thì cái năng suất bà con mới đảm bảo được. Mình phải tính tới phương án đó bà con. Tại vì không ai mà kiểm soát được cái trời ổng mưa thời điểm nào đâu. Nếu mà nó dập mình giai đoạn lúa chỗ thì cái rủi ro nó sẽ có. Lúa thì lúa thì rất là cứng nha bà con. Lúa cực kỳ cứng luôn. Hôm bữa là anh chen NPK đúng không? UG, NPK với Kali. À, một bao Kali 35kg lạnh với một bao, bao gửi 20-20-15 rồi. Rồi, cái bài đó liên kết hợp rất là nhiều nhưng mà con. Tức là UG, chen NPK, rồi chen Kali. Nó gộ lẹ kinh khủng luôn. Rồi mình xịt thêm một thao học trời. Nó điệu vào đoạn lúa nhỏ. Rồi đoạn đồng á, mình xịt thêm cử nữa. Rồi ok à.
Còn cái bài phân á, thường đừng nói á, nhiều người á là xịt thuốc mà không có quan tâm tới công thức phân, giống như mà lo uống thuốc không mà không có lo ăn vậy đó. Mình phải đi song song nha bà con. Thường là những dàn lúa khủng á, đi NPK là phải chen kali. Tại vì cái tỷ lệ cái thành phần á, lương biết là có đạm lẫn kali cho bà con, cho cây lúa mình nó xài, nhưng mà nó sẽ không có đủ. Đưa kali vô đi, bà con sẽ thấy cái tỷ lệ hạt chắc của bà con tăng rất là nhiều. Rồi song song với đó là mình xịt thuốc để bảo vệ năng suất, nó mới đem lại cái hiệu quả cao được nha bà con. Mùa này thì phải chấp nhận nha bà con, tức là vài phần trăm chứ không phải là vài chục phần trăm cái tỷ lệ lem lép á là ok đó, chứ không thể nào mà mình kiểm soát được cái thời tiết nó mưa gió lúc nào đâu bà con. Chịu là mình thủ cho cái nội tại cây lúa mình nó cùng mình á, để mà nó chống chịu nó đẹp. Rồi cái thời gian phun xịt nó cũng rất là quan trọng luôn. Quá dàn lúa đẹp lắm nha bà con. Ở thời điểm này bà con ra bà con thăm là bao nhiêu rồi đó, đừng lo. Tại vì càng ngày á, vì sao á, cái lúa của mình nó già rồi, cái vỏ chấu của mình nó già rồi. Ở thời điểm này á, thì có thể là bà con đưa sông mã nè, để tránh cái tình trạng là hực lá, tức là vàng lá sớm á. Còn hạt của mình nó già rồi, con vỏ chấu mình nó già rồi. Sáng chưng. Những bà con nào làm 380 á, hoặc là OM 34 á, thì bà con có thể là đánh giá như lưng cái việc mà sáng hạt của dàn lúa này. Ví dụ nhiều bà con á, ra thăm lúa á, mà lại gai đâu bao bông á, thì cái năng suất nó không có tuột đâu bà con, giống như sao đục thân thôi. Còn mà khi mà bà con bị chết chòm á, tức là chòm cỡ cái thúng, cỡ cái bàn á, thì lúc đó đó cái năng suất bà con giảm rất là mạnh nha, rất là cao luôn. Cực đẹp luôn. Trời ơi, nó sáng nha anh. Miếng bển là lá với của anh bển. Vậy hả? Để hồi bữa bển coi miếng bển luôn. Anh nói là hôm bữa là có chỉ cho ông anh bên kia xài hả? Ừ. Dạ. Chở anh Bình đó bà con, là ảnh xài được á. Ảnh tin tưởng thì cũng cảm ơn ảnh. Là ảnh giới thiệu cho ông anh gần đây luôn nè. Để chút lưng qua lưng quay một vòng cho bà con xem nha. Tức là bà con xài thuốc nào mà cái giá cả nó phải chăng, rồi cái tức là cái chi phí của bà con nó ổn á, thì bà con cứ làm. Thường cái đó là cái suy nghĩ mà xuyên suốt trong lưng á, chứ không phải là lưng thường chê cái loại thuốc này dở, cái loại thuốc kia mắc, mà lưng không có cho bà con xài. Miễn bà con làm á, cái năng suất ổn định thì cứ đeo theo cái thuốc đó mà làm nha bà con. Cái tính của lưng là vậy đó. Tại vì lưng coi cái này là cái nghề, lưng coi cái nghề của lưng rồi, thì bà con xài cái nào ổn thì bà con cứ đeo theo cái đó xài. Còn mà bà con mỗi năm á, mà bà con quản lý không được lên lót hạt, rồi dàn lúa bà con á, nó không có trúng á, thì bà con có thể là kết hợp với iFarm để mà so sánh với cách cũ bà con làm. Chứ không, lưng không bao giờ mà đạp người khác, tức là hạ người khác xuống mà nâng mình lên. Giống như anh á, thì anh xài anh thấy được á, thì anh tự chỉ thôi. Đó, anh tự tiến lành đồng xa thôi. Anh tự chỉ bà con nông dân khác gần đây nè, hoặc là bà con khác á, thấy anh xài gì đó người ta hỏi thì anh chỉ giùm lưng là lưng mang ơn rồi. Mùa mưa làm tỷ lệ hạt chắc cao là ăn nha bà con. Dày bông tỷ lệ hạt chắc cao là ăn nhiều đó đó. Còn trái bì lá đối với 380 và 34 nó 451 rất là nhẹ, xịt rất là dễ đứng nha bà con, cực kỳ là dễ đứng luôn. Nên là nhiều bà con mới bám là 380 bà con làm á. Miếng này của bà chị cũng xịt quy trình nè, bông cũng khá bông luôn, hạt cũng sáng nha bà con, sáng lúa này trái bì lá nè. Tại khu này nó sung hơn nhưng mà xịt rất là dễ đứng, bà con đừng lo, hạt cũng sáng luôn bà con nè. Khu này thì khuôn của chị, của bà chị, quá đẹp. Mưa tới bà con, vụ này vậy đó. Lại quay chưa trận mưa.
Những bà con nào làm 380, 34 thì có thể là đánh giá dùm cho Lưng cái dàn lúa của anh Bình ở chợ mới. Hồi cái thời điểm lúa nhỏ Lưng có đã đăng cho bà con xem rồi á. Miếng này của bà chị cũng xịt quy trình nè. Bông cũng khá bông luôn, hẹt cũng sáng nha bà con. Sáng lúa. Này trái bì lá nè. Tại khu này nó sung hơn nhưng mà xịt rất là dễ đứng, bà con đừng lo. Hẹt cũng sáng luôn bà con nè. Khu này thì khuôn của chị, của bà chị. Quá đẹp. Chờ này là rụi hết trơn luôn. Cái miếng này là anh Bình anh chỉ ông anh mua thuốc xịt nè bà con. Hôm bữa là trái bì lá nhiều lắm. Tại vì cái dàn chân mà Lưng thấy cái lá dàn chân là Lưng biết. Đây nè. Con thấy nè. Xịt không đứng là lên luôn đá đồng và lên luôn cả hạt nha bà con. Và lúa này cũng đẹp luôn. Cũng sáng đẹp. Giá này nhiêu anh Bình? 8,5. 8,5 lấy cọc chưa? Chưa. Giá quá đẹp hả? Ở đây vòng vòng bán hết trơn, còn nguyên khu này chưa bán. Hôm bữa mấy người đó bán nhiều? 83, 84, đủ giá hết. Bữa nay 8,5 rồi. Ừ. Quá, giá lúa tốt dữ lắm nha bà con. Mà cái năng suất tốt một cái nữa ha. Thì chờ đợi bà con mình. Tức là cái giá bà con là hồi đó giờ chưa bao giờ mà ai dám nghĩ là nó cầm ở cái mức là 7,000 thôi. Chứ không phải là Lưng nói là 8,5 nữa. Rất là mừng cho bà con nông dân mình. Anh xịt anh thấy lúa chuyển màu lại, bắt đầu anh nói mùa sau anh xài thuốc này luôn nè. Rồi anh nói là mùa sau có xài thì giọt lên trên bờ. Là hôm bữa anh thấy anh cũng bị trái bì lá mà anh xịt im hay gì. Rồi cái anh chỉ anh. Anh chỉ dứt, anh dứt khoăn luôn á. Xài dứt khoăn xịt gồ luôn. Rồi quay lại nó bị nặng quá nặng, anh nói thôi giờ lấy thuốc của farm bên tôi xịt đi. Là anh cũng xịt hết bộ ha, kẽm phẩn. Mới xịt bữa nay nó đâu chừng 4-5 ngày nữa nè. Dạ. Anh thấy còn phẩn thôi, đang chỗ ra nó dễ nhiễm, anh kêu lấy chai kẽm xịt luôn á. Dạ. Tức là anh đưa vô là 3 cử rồi. Đúng không? Nếu mà từ thời điểm mà ông bắp. Ừ, anh xài thuốc. Anh nói chưa có năm nào mà lúa nó chỗ lên mà nó gộ gì chứ. Dạ. Anh xài thuốc này anh nói là chưa có năm nào mà nó trúng như năm nay chứ. Dạ. Không anh đó đó. Hẹt sáng lắm nha bà con, chứ không phải tự nhiên không mà bà con mình nói như vậy. Lưng cũng mừng lắm bà con. Tức là cái vụ này 380 là chuyên giá bà con. Chết chòm 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 á. Tại Lưng làm ở cánh là Vĩnh Khánh nè, Vĩnh Chánh nè, Định Mỹ nè. Tức là Thọ Sơn á, bà con làm rất là nhiều luôn. Lưng biết. Rồi ở chợ mới anh nói anh cũng làm mấy năm rồi đó bà con. Của anh chỗ sao anh á? Quá, dần lúa này cũng trúng nha bà con. Dần bông coi sáng hới nè. Đi. Mưa tới rồi bà con. Thì Lưng cũng xin tạm ngưng video ở đây nha. Trời mưa tới rồi. Rồi mọi vấn đề thắc mắc các bà con có thể là liên hệ trực tiếp cho Lưng nha. Để mà Lưng tư vấn về cái cách sử dụng nè. Thời điểm sử dụng và cái liều lượng nha bà con. Bà con cứ điện trực tiếp cho Lưng nha. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều.